Thưa quý vị, bệnh sốt xuất huyết nói riêng, các bệnh truyền nhiễm nói chung có xu hướng tăng cao trong mùa mưa khi điều kiện thời tiết ẩm ướt. Do đó, không chỉ ngành y tế mà đòi hỏi từng hộ gia đình cũng cần quan tâm chủ động phòng chống bệnh. Ngành y tế nhận định hiện nay tình hình thời tiết vẫn diễn biến bất thường, cùng với đó là ý thức phòng chống dịch bệnh của một bộ phận người dân chưa cao, do đó nguy cơ bùng phát một số bệnh truyền nhiễm trên địa bàn là rất cao. Y tế cũng phối hợp với ngành giáo dục để đi giám sát phòng chống bệnh tay chân miệng, tập trung ở những cái cơ sở y tế, những cái cơ sở giáo dục mầm non, những cái điểm giữ trẻ tự phát ở tại gia đình, những cái cơ sở giữ trẻ em ở của người dân. Như vậy thì để đi qua cái giám sát này để mà cùng với lại những cái cơ sở này hướng dẫn cho họ cách phòng chống cũng như là điều kiện vệ sinh, hướng dẫn cái khi mà phát hiện bệnh thì có thể là liên hệ với y tế địa phương. Để phòng chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, thời điểm thuận lợi cho nhiều bệnh phát triển như cúm, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, các gia đình cần đưa trẻ tiêm chủng đầy đủ, thực hiện biện pháp dự phòng theo khuyến cáo của ngành y tế. Nếu trẻ có các biểu hiện sốt, ho và triệu chứng lạ, cần đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị.